Alo, hello, xin chào anh em quay trở lại kênh xem bóng đá là có tiền. Tối ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai thì sân cỏ châu Âu sẽ tiếp tục quay trở lại với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Thì lịch thi đấu thì tối ngày hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai thì ở ngoại hạng Anh cũng có một trận đấu đá khá là sớm. Trận đấu giữa Chelsea gặp câu lạc bộ Fulham vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày mai ngày 4 tháng 2. Và sân cỏ ở châu Âu thì có La Liga cũng có trận đấu đá khá là sớm vào lúc 3 giờ. Đó là câu lạc bộ Athletic Bilbao sẽ tiếp đón câu lạc bộ Cadiz vào lúc 3 giờ. Đấy. Cùng với đó thì Bundesliga cũng có một trận đấu đá khá là sớm giữa câu lạc bộ Hamburg với câu lạc bộ Leverkusen. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 2 giờ 30 rạng sáng ngày mai cũng cho nên là rạng sáng ngày mai có 3 trận đấu đá sớm của 3 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Đấy, anh em cũng chú ý cái lịch thi đấu. Và 3 trận đấu này thì khả năng là mình không lên được video cho anh em nhận định, và mình sẽ nhận định cho anh em các trận đấu diễn ra vào ngày mai. Đấy. Ngày mai thì rất nhiều các ông lớn sẽ bắt đầu trở lại ở sân chơi câu lạc bộ của mình. Trận đấu diễn ra sớm nhất của ngoại hạng Anh diễn ra vào tối ngày mai, đó trận đấu giữa Everton sẽ tiếp đón đội bóng đang đứng đầu bảng câu lạc bộ Arsenal vào lúc 19:30 tối ngày mai. Và khung giờ lúc 22 giờ thì có tới là 5 trận đấu. Đáng chú ý trong đó có sự góp mặt của câu lạc bộ Liverpool cùng với là một trận đấu của câu lạc bộ Manchester United. Đấy. La Liga thì ngày mai cũng có một trận đấu khá là sớm. Trận đấu giữa Espanyol với là câu lạc bộ Osasuna vào lúc 20 giờ. Đấy. Và sau đó thì có trận đấu giữa Elche và câu lạc bộ Villarreal. Đấy. Đối với Bundesliga thì tối ngày mai cũng có khá nhiều trận đấu vào lúc 21:30. Đấy. Có tới 5 trận. Có 5 trận. Cùng với đó thì Serie A cũng có một trận. Serie A ngày mai thì thi đấu khá là ít, thì chỉ có một trận. Và League One thì ngày mai Paris Saint-Germain cũng có trận đấu gặp câu lạc bộ Toulouse. Trận đấu này diễn ra lúc 2-3 giờ. Đó là cái lịch thi đấu của bóng đá châu Âu trong rạng sáng ngày mai cũng như là tối ngày mai. Đấy. Anh em có thể xem qua cũng như là chú ý cái lịch thi đấu và có thể theo dõi các trận đấu mà mình đầu tư. Đấy. Thì đến với video này thì mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu giữa Everton và Arsenal. Đấy. Hiện tại thì ở trên bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh sau vòng 22, cụ thể là vòng 22, nhưng cũng có một số đội bóng mới chỉ thi đấu được 19 trận thôi. Đấy. Arsenal thì đang dẫn đầu bảng với 50 điểm có được sau 19 vòng đấu. Đấy. Hơn đội đang xếp thứ hai là Manchester City. Đấy. Tới là 5 điểm, nhưng mà Arsenal là thi đấu ít hơn một trận. Đây là cơ hội rất là tốt cho Arsenal có thể nới rộng khoảng cách đối với đội xếp thứ hai là Manchester City. Đấy, lên thành con 8 điểm. Đấy. Trong cái đó thì đối với câu lạc bộ Everton, đấy, Everton đang trải qua một cái mùa giải khá là ác mộng. Đội bóng vùng Merseyside đã từng bổ nhiệm cựu danh thủ Frank Lampard vào đầu năm 2022 để có thể nhằm thoát khỏi cái vị trí trụ hạng. Đấy. Và thậm chí có những giai đoạn mà họ cũng mơ tới là có thể có suất dự cúp châu Âu. Đấy. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì Everton mới chỉ có được 15 điểm sau 20 trận đấu. Và điều này đã khiến cho đội bóng thành phố cảng đang tụt xuống khá là sâu, áp chót của bảng xếp hạng. Kém cái nhóm an toàn là 2 điểm. Và chuỗi thành tích nghèo nàn của Everton đã buộc lãnh đạo câu lạc bộ Everton phải quyết định sa thải Lampard. Đấy. Và ngay lập tức thì cái tên được thay thế vào cái ghế nóng của Everton là huấn luyện viên Sam Dyche. Đây là cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Burnley. Thế nhưng thì cái thách thức đầu tiên của huấn luyện viên Sam Dyche rất là khó khăn. Đấy. Đó là gặp đối thủ đầu bảng Arsenal, đội bóng đang có phong độ khá là tốt. Đấy. Tuy là Arsenal vừa rồi cũng có trận thua trước câu lạc bộ Manchester City ở cúp FA vừa rồi. Nhưng mình nghĩ là cái trận thua trước Manchester City thì cũng chắc chắn là nằm trong cái dự tính của huấn luyện viên Mikel Arteta. Đấy. Bởi vì Arsenal đang là đội đang cố gắng để có thể vô địch ngoại hạng Anh ở mùa giải này, cho nên là cái việc mà họ thi đấu quá nhiều giải đấu sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến thể lực cũng như là phong độ của các cầu thủ trụ cột. Đấy. Cho nên là mình nghĩ là Mikel Arteta cũng tính là sẽ có thể bỏ giải đấu FA Cup
để chú tâm vào đấu trường mạng Anh. Đấy. Vì hiện tại thì Arsenal đang khá là rộng cửa để có thể vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Đấy. Với cách biệt với đội đứng thứ hai là có thể sẽ là 8 điểm sau trận đấu ở Everton. Đấy. Và cơ hội để nâng chức cúp vô địch của Arsenal khá là sáng. Đấy. Cho nên là chắc chắn là Mikel Arteta sẽ chú trọng vào đấu trường ngoại hạng Anh hơn. Đấy. Và phong độ gần đây nhất của Everton trên sân nhà thì cũng khá là tệ. Ở ngoại hạng Anh mùa này là sau 3 trận đấu gần đây nhất, khi tiếp đón Southampton, Brighton hay là Wolverhampton thì họ đều thất bại, đều thất bại. Hàng công cũng thi đấu khá là tốt vì trận đấu nào họ cũng có kia cũng hàng công cũng ghi bàn nhưng mà hàng thủ khá là tệ hại. Trong khi đó thì đối với Arsenal họ đang có phong độ chói sáng ở mùa giải này. Từ trận thua trước Manchester City vừa qua thì cả 3 chuyến làm khách gần đây nhất của Arsenal trước Brighton hay là một trận đấu ở FA Cup và trận đấu gặp làm khách đến sân của Tottenham thì họ cũng giành chiến thắng, đều giành chiến thắng cách biệt. Hàng công đang thi đấu nổ súng rất là đều đặn. Trong quá khứ thì hai đội cũng đã từng gặp nhau khá nhiều lần. Lần gần đây nhất là trận giao hữu trước thềm mùa giải thì Arsenal cũng chiến thắng, giành chiến thắng 2-0. Còn mùa giải trước thì khi mà hai đội gặp nhau cả lượt đi lượt về, lượt đi trên sân của Everton thì Everton giành chiến thắng 2-1. Nhưng mà ở lần lượt về trên sân Emirates của Arsenal thì Arsenal cũng giành chiến thắng một tỷ số khá đậm, 5-1. Và đó những cái thông tin thành tích của hai đội trước trận đấu để anh em có thể tham khảo. Còn hiện tại thì ở kèo châu Á đưa ra hiện tại thì với việc được đánh giá cao hơn, đang có phong độ tốt thì với việc Arsenal chấp 1.25 cả trận, mình nghĩ là khá là hợp lý. Và cái điểm ăn đang tương đối là ngang nhau thôi. Một bên ăn 96, ăn 97. Cờ bàn thắng thì hiện tại đang là 275, những cửa tài ăn tương đối cao, ăn gần như ăn đủ 1.11, cửa chịu chỉ ăn 0.8. Hiệp 1 thì Arsenal cũng là đội chấp bóng 0.5 và điểm ăn cũng khá là ngang nhau. Bên ăn 94, bên ăn 96 thì cũng không quá là chênh lệch. Hiệp 1 thì kèo bàn thắng hiệp 1 là một quả ăn 79, cửa tài cửa xỉu thì ăn 1.12. Và với những cái mức kèo này thì mình nghĩ là nếu thi đấu đúng phong độ thì không khó để Arsenal có thể vượt qua mức kèo chấp này cả hiệp 1 cũng như là cả trận. Theo những tỷ số chính xác hiện tại thì những tỷ số có lợi cho câu lạc bộ Arsenal như là 3-0, 2-1 hay là 2-0 đều đang tương đối ăn khá là thấp. 2-0 thì ăn 5.8, 2-1 cũng như là 3-0 thì ăn 8.5. Ngoài ra thì nhà cái cũng đưa ra một cái tỷ số một đều cũng ăn 8.5. Thì anh em cũng nên lưu ý. Anh em cũng nên lưu ý. Và những cái mức kèo thế này thì không phải là những mức kèo thế này mà cả các trận đấu của ngoại hạng Anh thì tốt nhất là anh em nên có đội hình chính thức ra sân, anh em vào kèo nó sẽ an toàn hơn. Đấy, nó sẽ an toàn hơn. Đấy. Trận đấu này cũng diễn ra lúc 19:30. Đấy. Cho nên là mình nghĩ là chắc chắn là anh em không không bỏ lỡ trận đấu này. Đấy. Nhất là đối với những fan pháo thủ. Đấy. Và anh em có thể vừa xem trận đấu và vừa vào vào kèo sẽ hợp lý hơn. Đấy. Rất là an toàn, tỷ lệ ăn lại cao. Đấy. Cho nên là mình luôn nói anh em nên có cho mình một cái trang chơi là vậy. Đấy. Có trang chơi thì anh em sẽ chủ động và thuận tiện trong việc vào kèo. Đấy. Khi mà trận đấu diễn ra sôi nổi thì anh em có thể đi tài nối. Khi mà trận đấu diễn ra khá là tẻ nhạt thì anh em có thể vào cửa xỉu. Đấy. Đó là những cái cách đánh mình nghĩ là tối ưu nhất và an toàn nhất. Đấy. Còn mà những cái mã kèo mà trước trước trận và lúc mình làm video thì anh em cũng chỉ nên tham khảo thôi. Đấy. Bởi vì cái thời điểm mình làm video rất là sớm. Đấy. Mình làm video lúc 7:20 tối ngày mùng 3 tháng 2, mà trận đấu thì sẽ diễn ra vào ngày mai cơ, tối ngày mai cơ. Đấy. Có nghĩa là còn 24 giờ nữa thì trận đấu mới diễn ra. Đấy. Cho nên là mình có nhận định những cái mã kèo nào ở trên video thì anh em cũng chỉ nên tham khảo. Còn anh em nào muốn nhận những cái mã kèo uy tín khi có đội hình chính thức ra sân cũng như trong trận đấu thì anh em liên hệ mình để vào nhóm. Đấy.
Ở nhóm bóng của mình sẽ có những cái chuyên gia đấy, nhận định kèo cho anh em để anh em có thể yên tâm đầu tư. Đấy. Còn trận đấu này thì đầu tiên thì cũng phải xem qua đội hình ra sân. Đấy. Đội hình dự kiến ra sân hiện tại thì Arsenal không có cái sự vắng mặt nào đáng chú ý. Đấy. Gabriel Jesus thì đang chấn thương dài hạn, ông nói là anh chưa thể trở lại. Nelson này là Anelie, những cầu thủ cũng chỉ thuộc dự bị thôi. Đấy. Còn hàng dự bị không quá là quan trọng. Trong cái đó thì bên phía câu lạc bộ Everton, trận đấu này họ cũng thiếu vắng khá nhiều cầu thủ quan trọng đấy, như là trung vệ Michael Keane và Alan Townsend, những cầu thủ khá quan trọng đội hình Everton thì lại đang chấn thương đấy. Nên là trận đấu này tổn thất thì Everton là đội tổn thất nhiều hơn đấy. Hiện tại thì trong đội hình Everton cũng không có quá cầu thủ nào là quá nổi bật về phong độ ạ. Chỉ có thủ thành như là Pickford và Tchaikovsky, trung vệ Tchaikovsky là hai cầu thủ đang có phong độ ổn định nhất. Đấy. Thế hàng công thì Dominic Calvert-Lewin, cầu thủ này cũng vừa trở lại sau chấn thương ở những vòng đấu gần đây, nên là phong độ chưa được tốt, đấy, chưa bắt nhịp được với mùa giải. Đấy. Hàng tiền vệ thì Onana cũng hay là Iwobi cũng cho thấy được cái sự tiềm năng của mình. Đấy. Cho nên là trận đấu này mình nghĩ là Everton khó có thể có điểm trước Arsenal, một đội bóng đang quyết tâm nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ hai là Arsenal, với đội đứng thứ hai là Manchester City. Đấy. Về hiện tại thì bên phía Arsenal ở hàng tiền vệ của họ đang thi đấu rất là ổn định với Martino Rudiger, cầu thủ đang có những pha kiến tạo rất đều đặn ở những trận đấu gần đây. Thomas Partey công thủ rất toàn diện. Thế năng công thì Saka hay là Martinelli luôn biết cách trừng phạt hàng thủ đối phương khi mà có sơ hở. Và gần như là đây đội hình mình nghĩ là khả năng đây là đội hình chính thức ra sân của Arsenal vào ngày mai. Đây là đội hình tối ưu nhất. Nên là với mức kèo là Arsenal chấp 1.5 1.25 cả trận thì mình nghĩ là mình vẫn tin là Arsenal sẽ có chiến thắng cách biệt ít nhất là 2 bàn. Đấy. Và trận đấu này thì mình sẽ lựa chọn anh em những cái mã kèo để anh em tham khảo. Đấy. Đầu tiên là Arsenal chấp 1.25 và Arsenal chấp hiệp 1 là 0.5. Đấy. Đó là hai mã kèo chính để anh em có thể tham khảo. Ngoài ra thì anh em có thể lót thêm cái tỷ số là 2-0. Tỷ số 2-0 cho Arsenal. 2-0 cho Arsenal và 3-0 cho Arsenal ở trận đấu này. Đấy. Đó là những tỷ số mà anh em có thể tham khảo. Đấy. Còn anh em nào mà lựa chọn các cái hệ góc thẻ. Đấy. Nếu anh em nào chơi hệ góc thẻ thì hiện tại Arsenal đang là đội chấp góc tới 3 góc, nhưng mà cái điểm ăn bên cửa Arsenal chấp góc lại tương đối cao. Đấy. Cao hơn so với Everton. Với việc được chơi sân nhà cùng với là cái phong độ đang muốn có điểm để mà cải thiện cái vị trí của áp chót bảng xếp hạng của mình, thì mình nghĩ là Everton vẫn vẫn có những cái pha đợt tấn công, sẽ phát động nhiều đợt tấn công, cho nên là mình nghĩ là ở kèo góc thì mình cũng không tin tưởng ở kèo Arsenal chấp góc được. Đấy. Còn riêng cái kèo tài tài xỉu góc thì mình nghĩ là có thể trận đấu sẽ nổ tài tài góc. Tài góc hiện tại cũng chỉ là 8 9.5 thôi. Đấy. Mà điểm ăn cũng tương đối tốt là 9 0.9. Thì mình nghĩ là anh em có thể lựa chọn cái mã tài tài góc. Đấy. Mã tài góc cả trận. Tài góc cả trận là 9.5. 9.5, 9.5 góc. Đấy. Đó là những cái mã kèo phụ, kèo góc cho anh em có thể tham khảo. Đấy. Còn anh em nào mà muốn tham gia nhóm bóng một mình để nhận những cái mã kèo uy tín hơn. Đấy. Thì anh em cứ liên hệ với mình qua các cái địa chỉ Zalo và Telegram. Mình để phần giới thiệu mỗi kênh bóng và cũng như phần bình luận ở mỗi video mình lên cho anh em. Đấy, anh em nhớ kết bạn sớm mình. Và ngoài ra thì anh em cũng đừng quên là mình cũng có một kênh bóng phụ là kênh Kèo Bóng Huy Cường này. Anh em cũng nhớ ghé qua ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận những cái video mình lên cho anh em tham khảo. Đấy. Cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video. Cũng chúc anh em có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và chiến thắng các cái mã kèo mà anh em lựa chọn. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.